anh Đỗ Như Điền cũng như quý khán giả, là phía bên Cộng sản Việt Nam đã bắt hàng loạt tướng ở trong cái cảnh sát biển. Tin chi tiết cho biết là bắt Trung tướng Nguyễn Văn Sơn và 4 tướng lĩnh vì tham ô tài sản. Tin chi tiết như sau: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, cùng một trung tướng, 3 thiếu tướng, 1 đại tá và 1 thượng tá đã bị khởi tố bắt tạm giam về tội tham ô tài sản. Đây không phải là lần đầu tiên mà trong những ngày qua thì bên Việt Nam làm dữ trong cái chuyện tham nhũng này. Anh nghĩ sao về những cái tin tức liên quan đến hàng loạt cấp tướng của Cộng sản Việt Nam bị bắt, thưa anh Đỗ Như Điền? Thưa anh, từ rừng rú mà ra thành phố đó thì họ đã choáng ngợp vì cái miền Nam Việt Nam trù phú. Vì vậy cuộc chiến đấu của họ để hy sinh xương máu cho đảng chả được cái gì cả. Thành ra vì vậy khi họ có quyền lực thì họ phải bọn rút thôi. Chuyện đó chẳng là, vì vậy là tôi đã thường nói trên đài là chính cái chính phủ dưới chính trường đảng sản nó là cái hệ thống tham nhũng từ trên xuống dưới. Quân đội thì tham nhũng theo kiểu quân đội, dân sự thì tham nhũng theo thì là cả nhà anh nào có quyền lực cũng tham nhũng hết. Mà bên phe này tham nhũng chán rồi thì bên phe khác đi để mà lại chiếm cái chỗ đó và lại tiếp tục tham nhũng 40 mấy năm rồi, đều như vậy cả thưa anh ạ. Chẳng có gì lạ cả. Bây giờ có trừng phạt tiếp tục như vậy thôi. Chỉ khi nào mà thay đổi cái chế độ thì họ mày nó mới đỡ hơn thôi. Vâng, thưa, cảm ơn cái nhận xét của anh Đỗ Như Điền. Và bây giờ chúng ta quay trở lại phần thời sự thế giới, đặc biệt nhất là cái bản tin số 4 của chúng ta ngày hôm nay là Hoa Kỳ và nước Đức tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine. Chúng ta dùng cái chữ bơm thì chỉ là bơm thôi, bơm mà không có đầu, tức là không có suy nghĩ, cứ bơm thôi. Bơm tại vì bên kia cần mà đưa cái thứ mà họ coi như là họ cần thì không được, mà chỉ bơm những cái thứ thặng dư. Nước Đức mang tiếng là lần trước đã cho vô toàn là những vũ khí cũ của Đông Đức mà hết hạn rồi, quá đét mà vẫn cho vô, không xài được, vứt đi. Thay vì vứt đi ở bên nước Đức thì là chuyển qua nước Ukraine để vứt đi, thì giờ này không biết như thế nào. Thưa mời anh Đỗ Như Điền. Vâng, thì như chúng ta biết là ngay từ những ngày đầu đó thì Tổng thống Ukraine, tức là ông Zelensky, đã Hoa Kỳ và NATO hãy cấm vận không cái bầu trời để cho an toàn, để cho Nga khỏi dùng không quân để mà đánh Ukraine. Nhưng mà cái đề nghị đó hưởng ứng, và ông ấy tiếp tục là bây giờ như vậy thì quý vị viện trợ những cái vũ khí phòng không tân tiến cho chúng tôi, cái bầu trời của chúng tôi, chứ nếu không thì chúng tôi lấy gì mà đánh. Thế rồi họ cũng chẳng cho, và sau hơn một tháng thì tất cả vũ khí mà gọi là phòng thủ đó thì bây giờ nó cũng cạn kiệt, và là càng ngày quân Nga lại càng vũ khí mạnh. Thì bây giờ Đức đã đồng ý để mà viện trợ vũ khí Ukraine, nhưng mà chưa biết những cái loại mới này nó như thế nào, như Du Miên nói rất là đúng. Thứ hai là Hoa Kỳ cũng đã tăng viện lên tới 800 triệu như là cái lời thông báo, và nói rằng sẽ có những loại vũ khí gọi là, tức là cả phòng không, cả xe bọc thép vân vân. Thì đó là những cái hứa hẹn, và trong cái danh sách ấy mình không phải là rõ cái hiệu quả nó như thế nào và sử dụng như thế nào, bởi vì khi mà tiếp tới những cái vũ khí tân tiến như thế mà người ta phải dùng, cần phải có huấn luyện, cần phải có những cái người chuyên viên để hướng dẫn và phải thực tập, chứ không thể không biết sử dụng thì cũng vô ích. Thành ra bây giờ đưa thì đưa, nhưng mà tôi nghĩ rằng là thế nào cũng phải có luyện cấp tốc hay sau đó thì may ra. Vì vậy đây có thể người ta đang sử dụng cái chiến tranh Ukraine thử nghiệm những cái loại vũ khí nào hiệu quả hơn, cái loại nào mà đối đầu được với Nga nó đang xảy ra. Bởi vì bây giờ ngoài những cái như là những cái hỏa tiễn cầm tay để đó, thì nó đã quen rồi, và bên Nga cũng có những cái phép để mà trừ những cái đó rồi, thì bây giờ phải đưa những cái là cái hiện trạng bây giờ. Đức thì nói là sẽ tăng cường cái số viện trợ ấy lên khoảng độ 1 tỷ, nhưng mà cũng chưa biết rằng thật sự những cái loại vũ khí thể đó là những cái nước thân thiện sát nách như là Ba Lan, Slovakia vân vân đó, thì cái gì mà quen với quân đội Ukraine đó thì họ đưa những cái thứ đó, tức là người ta đưa là xài ngay. Còn bây giờ đưa những cái thứ mới đó thời gian mà huấn luyện nữa, thưa anh Du Miên. Vâng, thưa anh, là tôi biết cái tin chúng tôi có loan rồi, đó là bên phía Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có úp mở cho biết là họ dùng cái lực lượng mà của Hoa Kỳ tại Ba Lan để huấn luyện cho những binh sĩ Ukraine sử dụng vũ khí mới. Đó là cách họ giải quyết cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ nhì là vũ khí, và bây giờ cái chủ trương của NATO, của nước Mỹ đặc biệt là có vẻ cầm chừng để kéo dài chiến tranh, làm kiệt quệ nước Nga hơn là kết thúc sớm cái cuộc chiến tranh này, theo đánh giá của những nhà bình luận, bằng cái cách là họ đưa ra một số khoản tiền rất là lớn. Nhưng mà thật sự số tiền đó mua vũ khí ở đâu, mua vũ khí nào, đưa vũ khí thì họ chỉ đưa những cái vũ khí mà giống như là đưa ra để thử nghiệm, coi thử nước Nga đối đầu khống chế cái vũ khí đó như thế nào, rồi họ lại gửi tiếp vũ khí khác. Cho nên cái chuyện này là chuyện nhỏ giọt, trong khi nhu cầu tử thủ trong những trận quyết chiến như ở Europa chúng ta nhìn thấy như hồi nãy trong phần đầu chúng tôi nói. Thưa quý vị, đây là một trong những cái đau đớn cho nhân dân Ukraine cũng như những người nào cả tin vào phương Tây. Chúng ta dù chống Putin, chống nước Nga, chống Cộng sản, nhưng mà cái chính sách của Tây phương nói chung họ có những cái cũng bất thường lắm. Và bây giờ thì đến một cái viện bất thường nữa mà chúng tôi muốn mong rằng nghe tiếng nói từ anh Đỗ Như Điền. Đó là tin số 5. Leo, Tổng thống Ukraine đã một lần nữa mời Tổng thống Joe Biden của nước Hoa Kỳ vĩ đại đến Kyiv để biết rõ sự tình. Đây là cái chữ mà của anh Đỗ Như Điền dùng, để biết rõ sự tình, chứ còn ngồi ở dưới hầm ở bên tòa Bạch Ốc thì chắc là không biết rõ sự tình đâu. Trong khi những lãnh tụ khác của thế giới, người ta đã bất chấp cái hiểm nguy, người ta tới để sát cánh cùng với ông Tổng thống Zelensky cũng như nhân dân Ukraine. Chứ mời anh ạ. Chúng ta biết là hôm thứ Bảy vừa rồi thì qua cái cuộc điện đàm đó, nói chuyện với nhau đó, thì chính Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hãy ghé thăm thủ đô Kyiv để mà chỗ đó để ngài biết rõ hơn, bởi vì ngài là lãnh đạo của Hoa Kỳ. Vì là ngài lãnh đạo của Hoa Kỳ, ông nhấn mạnh là President of the United States of America, thì xin mời đến. Nhưng mà sau đó thì tòa bên đã nói là chúng tôi chưa có kế hoạch đó, chúng tôi không có kế hoạch như vậy. Có một cái chuyện bên lề mà người ta bàn, cái sự từ chối tiếp đón Tổng thống Đức của Tổng thống Zelensky, thì nói rằng đây thiếu tế nhị về vấn đề ngoại giao. Nhưng mà xét cho cùng đó thì ông Zelensky, ông ấy cũng là vì trong cái cuộc chiến nó khởi sự đó, khi mà Nga khởi sự tấn công thì lơ là nhất, và ông Tổng thống Đức trước đây là ngoại trưởng dưới thời bà Đức đó, thì ông này rất thân thiện với ông Putin, và chính ông ra cái đề nghị là đứng có một cái khoảng cách xa với Ukraine, hay là tiếp xúc ngay. Vì vậy những ngày đầu đó ông thủ tướng mới của Đức đó cũng rất dè mà thấy cái sự xâm lược nó quá tàn bạo đi, thì nước Đức mới bắt đầu thay đổi và yểm trợ. Do đó mà quyền hành của Đức là nằm trong tay thủ tướng chứ không phải nằm trong tay tổng thống. Vì vậy mà khi mà 4 vị lãnh tụ của Ba Lan rồi Slovakia rồi Lithuania rồi đều đến thăm đó, thì lúc đó ông tổng thống Đức đang ở Ba Lan. Không biết rằng vì những kỹ thuật ấy, phía Ukraine nói là chúng tôi không có welcome ngài tổng thống Đức lúc này. Đó. Cái điều mà làm gọi là có chút gì lợn gợn trong cái vấn đề ngoại giao giữa Ukraine và Đức. Tuy nhiên vũ khí như anh Du Miên nói, còn ông tổng thống Hoa Kỳ của chúng ta thì tôi nghĩ rằng là có cái quyết định để đến thăm là cái thủ đô Ukraine ngoại trừ để chấm dứt chiến tranh. Thưa anh Du Miên. Vâng, thưa cảm ơn kỹ sư Như Điển. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua một cái chuyện của Hoa Kỳ của chúng ta về cái Title 42. Thưa quý vị, cái Title 42 và vấn đề biên giới cũng vẫn còn là những cái sự tranh luận rất là sôi nổi. Peter Leo lấy dùm cho tin số 6. Chứ mời anh ạ. Vâng, quý vị cũng biết về cái Title 42 là cái gì. Cái 1944 cho phép chính quyền có quyền có những cái biện pháp những người nhập cư có thể đưa dịch bệnh từ nước ngoài vào đất Mỹ. Thì cái Title 94 đó thì đã được tổng thống Donald Trump đưa vào áp dụng khi mà biên giới của những người mà nhập cư bất hợp pháp, vì có thể đưa dịch bệnh từ những người. Do đó cái đó đưa ra để mà ngăn chặn những cái người mà nhập cư bất hợp pháp. Thì bây giờ đó của tổng thống Joe Biden thì tháng 5 này đó người ta tính là gỡ bỏ cái đó đi, tức là không có áp dụng cái nữa. Và nếu không áp dụng cái Title 42 nữa thì cái tình trạng người nhập cư ở miền Nam, ở biên giới rất nhanh. Nhưng chúng ta biết là từ khi mà đầu năm tới bây giờ, đầu năm ngoái đó thì đã có hơn bất hợp pháp vào được đất Hoa Kỳ. Và bây giờ là tháng 4 và nếu tháng 5 mở ra thì người ta dự tính là cuối năm nay thôi, trong vòng 7 tháng nữa còn lại đó thì sẽ có ít nhất 1 triệu người nữa sẽ xâm nhập vào. Khi gỡ bỏ cái lệnh cái Title 42 thì không còn những cái biện pháp để ngăn ngừa. Vẫn có trong cái thời gian vừa qua mà cái số người đã nhập cư nó đông đảo như vậy, thì nếu gỡ bỏ cái này đi, những cái biện pháp để mà áp dụng cái Title 42 nó không còn hiệu quả nữa, thì lúc đó mở cửa biên tự do và người ta ước tính là sẽ có khoảng 1 triệu người nữa hay hơn 1 triệu người nữa xâm nhập vào ở miền Nam. Hiện tại bây giờ đây này thì có những cái đoàn caravan ở miền Nam, ở các cái nước miền Nam họ đã chuẩn bị để mà. Vâng. Vâng, thưa cảm ơn là kỹ sư Di Điện. Chúng ta sẽ nghỉ một vài phút cho đài quảng cáo. Sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ quay trở lại cùng quý vị. Good morning Vietnam, America.